Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, tính từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 4, mưa đá, dông lốc gây hư hỏng gần 5.000 ngôi nhà, hàng nghìn hecta cây ăn quả, hoa màu của người dân tỉnh Sơn La bị ảnh hưởng. Theo giới chuyên gia khí tượng thủy văn, nguyên nhân dẫn tới những trận mưa đá trắng trời ở một số khu vực miền Bắc trong những ngày qua là do hiện tượng dòng nhiệt từ các đám mây đối lưu. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, tính từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 4, xuất hiện dông lốc mưa đá trên diện rộng, khiến 5 huyện Phú Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Vân Hồ bị thiệt hại lớn về người và tài sản của nhà nước và người dân. Dông lốc mưa lớn làm 2 người tử vong, một người là GTN sinh năm 1988, thường trú tại bản Pá Khôm, xã Triềng Khong, huyện Sông Mã. Người thứ hai trú tại nhà ông Thảo A Câu, bản Hủy Luông, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp bị sét đánh. Tổng số nhà bị thiệt hại do thiên tai gây ra là 4.748 nhà, trong đó huyện Vân Hồ có 30 nhà, Phú Yên có 3.603 nhà, Bắc Yên 207 nhà, Thuận Châu 594 nhà, Mường La 99 nhà, Quỳnh Nhai 105 nhà. Mưa lớn khiến đường dây 110 kV và trạm 110 kV ở huyện Phú Yên bị nghiêng 12 vị trí cột, làm ảnh hưởng đến 27.338 khách hàng bị mất điện. Mưa lớn kèm theo dông lốc cũng làm 21 điểm trường tại huyện Phú Yên bị thiệt hại, cấp tiểu học và trung học cơ sở 13 điểm trường, cấp học mầm non 8 trường, cùng nhiều tài sản khác của người dân. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, mưa đá dông lốc gây thiệt hại hơn 149 ha lúa, 28 ha trồng cây lâu năm, diện tích trồng cây hàng năm bị ảnh hưởng 414,50 ha, 716 ha cây ăn quả bị thiệt hại, cùng hàng trăm đàn gia súc gia cầm bị chết. Tính từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 4, tổng thiệt hại do mưa lớn dông lốc, mưa đá gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La ước tính hơn 54 tỷ đồng. Theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện tượng mưa đá xuất hiện tại một số khu vực trong những ngày qua là do ảnh hưởng từ các đám mây dông đối lưu mạnh, đây được gọi là hiện tượng dông nhiệt. Hiện tượng trên kèm theo mưa rào với cường độ lớn trong khoảng vài phút đến vài chục phút, thường xảy ra trong các cơn dông vào thời gian giao mùa. Thông thường, hiện tượng dông nhiệt xuất hiện vào những ngày nắng nóng kéo dài, ánh nắng mặt trời hun nóng tạo ra vùng áp thấp kích thích đối lưu phát triển. Hàng năm vào tháng 5, tháng 6 là thời kỳ nhiệt độ miền Bắc rất cao, khả năng xuất hiện dông nhiệt sẽ nhiều hơn. Vòng đời của một đám mây dông thường ngắn, xuất hiện trong khoảng 4 đến 6 giờ, nhưng thời gian để nó gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan chỉ vài chục phút. Mưa dông thường xuất hiện bất ngờ, lượng mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng, gãy đổ cây cối. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời điểm này thời tiết miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa nên mưa dông nhiệt về chiều còn lặp lại nhiều lần. Ở Việt Nam, dông nhiệt xuất hiện chủ yếu từ đầu mùa hè và thường cuối mỗi buổi chiều sau một ngày nắng nóng gay gắt. Hiện nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có thể cảnh báo mưa dông trên nội thành Hà Nội từ 30 đến 45 phút trước khi xảy ra. Để ứng phó với thời tiết cực đoan, cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân cần theo dõi các bản tin dự báo của cơ quan khí tượng, quan sát diễn biến thời tiết như trời có nhiều mây đen, gió mạnh, hơi lạnh, ẩm. Chuyển sang thông tin thời tiết thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia mới đây cảnh báo hơn 57% trường học ở nước này có nguy cơ đối mặt với các mối đe dọa thiên tai. Tiến sĩ Prabtono, thư ký Tổng cục Giáo dục Mầm non, Giáo dục Cơ bản và Giáo dục Trung học Indonesia cho biết, từ dữ liệu chúng tôi có, mỗi khi thảm họa xảy ra, nó cũng tác động đến lĩnh vực giáo dục. Indonesia hiện có hơn 500.000 trường học, với hơn 60 triệu học sinh và 5 triệu nhân viên giáo dục. Trong đó, 78% đơn vị giáo dục tương đương 413.000 trường học có nguy cơ hứng chịu động đất, 38% tương đương 202.000 trường học có nguy cơ bị lũ lụt, 9% tương đương với 49.000 trường học đối mặt với tình trạng sạt lở đất. Bên cạnh đó, các thảm họa như sóng thần, núi lửa phun trào, lũ quét cũng ảnh hưởng đến hàng nghìn trường học trên toàn quốc. Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia, trong 15 năm qua, hơn 15.000 trường học đã hứng chịu thiệt hại do thiên tai. Tác động của thiên tai lên trường học ở nhiều khía cạnh như hư hỏng cơ sở hạ tầng, gián đoạn khả năng tiếp cận giao thông, trang thiết bị học tập bị hư hỏng, học sinh phải nghỉ học. Do đó, trong kế hoạch phát triển trung hạn quốc gia giai đoạn 2020-2024, chính phủ Indonesia xây dựng văn hóa nhận thức về thảm họa cho học sinh, giáo viên, nhân viên trường học. Hy vọng trường học Indonesia có thể phát hiện các mối đe dọa và dự đoán trước về các thảm họa có thể xảy ra, tiến sĩ Prabtono nói. Tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực đêm nay và sáng mai 26 tháng 4. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 26 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 37 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 37 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi dự báo chi tiết các thành phố lớn trên thế giới.